Gần 50 năm trước, những chàng trai cô gái của huyện Kim Động góp sức mình cùng cả dân tộc làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cứ mỗi dịp tháng 4, ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử lại vang vọng trong tâm trí những người lính năm xưa. Ông Ngô Xuân Hợi ở thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, nhập ngũ tháng 4 năm 1970, là chính trị viên đại đội 6, tiểu đoàn 5, trung đoàn 2, sư đoàn 5, đoàn 232. Trung đoàn của ông đảm nhiệm hướng tấn công phía Tây Nam Sài Gòn với nhiệm vụ là chia cắt quốc lộ 4 nối Sài Gòn với các tỉnh miền Tây, không cho lực lượng địch từ miền Tây lên chi viện cho Sài Gòn. Thời cơ thuận lợi, đơn vị sẽ tiến vào đánh tổng nha cảnh sát Sài Gòn. Trong quá trình đó, đã giải phóng thị xã Tân An của tỉnh Long An. Người lính chiến đấu với mục đích cuối cùng là giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Và mình còn sống được chứng kiến cái chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Đó là cái cảm xúc của mình thấy là vỡ hòa cái chiến thắng. Từ nay hết khổ rồi. Còn đây là cuộc gặp gỡ của những cựu chiến binh năm xưa cùng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Dù thuộc hai quân đoàn khác nhau, chiến đấu ở hai hướng tiến công phía Đông và phía Tây Nam Sài Gòn, nhưng họ có một mục tiêu chung là tiến vào dinh độc lập. Những tấm huân chương này là minh chứng cho những chiến công của một thời oanh liệt. Vì sao quân đoàn 2 chiếm được dinh độc lập? Bởi vì chúng tôi có điều kiện, có các đơn vị đi trước, áng ngữ, có giao liên giữa đường và có lực lượng bảo vệ cầu để cho chúng tôi tiến quân thần tốc, đại thần tốc. Và kết quả là chúng tôi đã chiếm được dinh độc lập. Trong cái khí thế hào hùng lúc giải phóng miền Nam, cái cảm xúc là sâu sắc nhất của tôi là cái hình ảnh đấy là của tức là Đảng và Bác Hồ. Thì tôi có làm được cái bài thơ vì tôi mang trong tim hình ảnh của Bác Hồ luôn dẫn đường chỉ lối, Đảng dẫn bước tôi đi. Vì tôi mang trong tim nửa nhiệt tình cách mạng của nửa tuổi đôi mươi và ở xung quanh tôi bao đồng chí đồng đội đang hòa cùng nhịp bước là giải phóng miền Nam. Chúng tôi bồi hồi xúc động. Nhớ lại những ký ức không bao giờ quên được. Đồng đội tôi vẫn sống, vẫn vui tươi, thì cũng cùng xây dựng và bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ quốc. Và mỗi một cái dịp như thế này, chúng tôi rất hạnh phúc, rất vui sướng. Mình cảm thấy như trẻ lại những năm nào mình còn là người lính. Huyện Kim Động hiện có hơn 3.800 cựu chiến binh từng tham gia chuẩn bị cứu nước. Điều đáng quý là chiến tranh kết thúc, trở về cuộc sống đời thường. Những người lính sông pha nơi chiến hào năm xưa giờ đều nhiệt tình góp sức đi đầu trong các phong trào xây dựng quê hương.